cùng tìm hiểu tiếp tục là bài 35 cấu tạo phân tử của hợp chất hữu cơ. Như vậy thì chúng ta cùng đi vào tìm hiểu phần một cái mã, đó là đặc điểm cấu tạo của phân tử hợp chất hữu cơ. Rồi chúng ta đi vào tìm hiểu phần hóa trị và liên kết giữa các phân tử. Như vậy đó thì trong hợp chất hữu cơ đó thì các carbon nó sẽ luôn có hóa trị 4, rồi hydro thì nó có hóa trị 1, oxy thì có hóa trị là 2. Ở đây thì thầy sẽ giới thiệu chúng ta là các biểu hiện hóa trị nha, ví dụ như là carbon nè, carbon có hóa trị 4. Như vậy thì là bỏ hóa trị thì chúng ta biểu hiện bằng một cái gạch này, ví dụ như là carbon có hóa trị 4 thì chúng ta biểu hiện xung quanh là carbon là có 4 cái gạch. Rồi oxy, oxy có hóa trị 2, C có chị hai, thì chúng ta biểu diễn xung quanh C là có hai thay gạch. Còn hai gạch thì là hướng vào nguyên tử hết em, cái gạch là hướng ra ngoài. Rồi hydro, hydro thì là có hóa trị 1, thì chúng ta biểu diễn là xung quanh hydro có là một cái gạch. Ta muốn gạch bên nào được. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ biểu diễn là liên kết các nguyên tử, thì các nguyên tử đó nó liên kết với nhau theo đúng quá trị của chúng, và mỗi một liên kết được biểu diễn bằng một cái gạch nối giữa hai nguyên tử. Ở đây thầy giới thiệu nè, bây giờ chúng ta sẽ biểu diễn và liên kết trong cái phân tử C4. Thì ta C đó, C nó là có quá trị 4, và chúng ta biểu diễn xung quanh C là có 4 cái gạch này. Rồi mỗi một H thì nó có một quá trị có gì một, vậy thì suy nghĩ ra H có quá trị một, vậy thì xung quanh H là có một gạch. Rồi chúng ta gắn H tại đây. Rồi chúng ta biểu diễn làm sao cho là liên kết giữa nguyên tử đó theo đúng quá trị H nha. Thì xung quanh C là có 4 nè, 1, 2, 3, 4 thì quá trị 4. Rồi xung quanh mỗi H là một gạch thì là H có chỉ 1. Rồi đây thì biểu diễn là liên kết trong là của phân tử là CH3OH các em. Thì đây C này, C chúng ta cũng là có chỉ 4, O có chỉ 2, thì xung quanh O là có 2 cái gạch. Rồi chúng ta sẽ gắn H vô. Giữa các nguyên tử trong phân tử thì gọi là công thức cấu tạo.
Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn chúng ta là viết công thức cấu tạo của là lũ clip, nó có công thức phân tử là C2H6O. Thì vậy thì công thức cấu tạo như thế này. Và chúng ta bị C chết nha. Thì xung quanh C đó, C có chỉ 4 thì ta đi diễn xung quanh C là 4 cái ngành. Rồi xung quanh O đó, O quá trình 2 thì ta diễn xung quanh O đây có một cái gạch, đây là cái gạch là 2, O quá trình 2. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gắn H vô, H quá trình 1. Ta gắn H vô cho này. Rồi giờ ta viết lại là đủ số không nha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì vậy là 2C, rồi 1 O, vậy thì đúng ha. Cái này là vì công thức cấu tạo của đồ lipid biết như thế này. Ngoài ra thì để cho ngắn gọn hơn thì chúng ta sẽ viết gọn hơn công thức cấu tạo bằng cách là chúng ta gom những cái H này chung lại với nhau. Cái đây là C gắn với 3H thì chúng ta viết là CH3. Rồi một cái kích đơn này. Rồi đây C gắn với là 2H là CH2. Rồi gắn với O, C gắn với O và O gắn với 1 H. Thì chúng ta phải viết gọn những cái cấu tạo của tụi để viết lại như thế này. Rồi tiếp theo thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn chúng ta viết là công thức cấu tạo của là etan có công thức phân tử là C2H6. Thì đầu tiên chúng ta biểu diễn C đấy đi, C kết với C xong ta sẽ biểu diễn đúng quá trị của nó là C quá trị 4, thì có 4 cái gạch xung quanh. Rồi sau đó chúng ta gắn H vô. Rồi ta kiểm tra lại số C H nha, 2C nè, rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vậy là đủ em em. Rồi là beta cho công thức cấu tạo như thế này. Vì vậy thì để cho ngắn gọn hơn chúng ta phải viết gọn hơn là ở đây là C gắn với 3H đúng không? C gắn với 3H ta viết gọn là CH3. Thì để củng cố là một kiến thức thì chúng ta sẽ tiếp tục sang phần bài tập nha. Rồi thì tiếp theo thì chúng ta sang phần bài tập ha. Chúng ta sẽ có bài 1 là hãy viết công thức cấu tạo của các nhóm của công thức phân tử sau đây. Thầy sẽ hướng dẫn chúng ta viết công thức cấu tạo ha. Đầu tiên là công thức phân tử C3BR có công thức cấu tạo là, thì chúng ta sẽ bình diễn C nè, nó có quá trị 4, cây gạch xung quanh là 4 gạch. Rồi chúng ta sẽ gắn H vô. BR quá trị 1, xung quanh BR có 1 gạch. Rồi, thì đây là công thức cấu tạo của CH3BR. Rồi, công thức phân tử CH4O công thức cấu tạo. Xung quanh C có 4 gạch nè, quá trị 4. Rồi O quá trị 2. Rồi sau đó tôi sẽ gắn các gạch nha. Rồi chúng ta kiểm tra lại coi có đủ không, 1C 1 ô và có 4 H. Tiếp theo công thức phân tử CH4 ta sẽ viết công thức cấu tạo đó. Thì ta sẽ ghi C trước. Rồi C có trị 4. Sau đó ta gắn H vào tiếp theo. Rồi đây kiểm tra lại là C. Rồi 4 H. Đây là 4 H. Tiếp tục là C2H6. Chúng ta sẽ đi diễn C với C trước. C với C là chúng ta sẽ đi diễn quá trình C. Xung quanh C có 4 gạch.
và đây là thời gian cắt đường. Rồi, ta kiểm tra lại là xe hai rồi hai sáu đủ nha, đây là khối thành tạm của mình. Ta còn cái cuối cùng là xe hai h năm bây rồi. Rồi giờ ta kiểm tra lại ra là C2 nè, rồi H5, rồi bây giờ như vậy là xong thứ hai. Ta sẽ sang bài tiếp theo. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ sang bài số 2. Rồi bài số 2 này sẽ yêu cầu là hãy chỉ ra những chỗ sai trong các công thức sau và viết lại cho đúng. Thì chúng ta sẽ đi vào cái công thức đầu tiên, công thức A. Thì chúng ta để làm bài này đó, chúng ta phải nhớ là quá trình của C là C có trị 4, vậy xung quanh C có 4 cạnh ha. Có đến là 1, 2, 3, 4, 5. Vậy thì chỗ này sẽ đi sai. Rồi, xung quanh O, O có trị 2 thì xung quanh O có 2 cạnh, đây chỉ có là 1 cạnh. Rồi thì chúng ta sẽ sửa lại nha. Xung quanh C là có 4 cạnh nè. Chúng ta sẽ lấy một khác này, chúng ta chuyển qua đây. Rồi ta lấy hát chuyển qua đây. Rồi ta kiểm tra lại nè. Xung quanh xe là 1, 2, 3, 4. Như vậy là xe được quá trị 4 rồi. Cà lo quá trị 1 đúng nha. 1, 2, 3, 4 đủ quá trị của xe. Và mỗi một hát quá trị 1. Chúng ta sang công thức C. Thì C quá trị 4 nè. 1, 2, 3, 4 đủ. Ở đây đó là 1, 2, 3, 4, 5. Cho nên đi sai nha. Ở đây là H có trị 1 và nó lấy 2 gặp. Vì sao ta sẽ chuyển lại. Chúng ta sẽ bỏ cái liên kết cho này. Chúng ta sẽ bỏ liên kết cho này đi. Rồi giờ mình kiểm tra lại coi. Xung quanh xe có 4 4 gạch tổng này, 1, 2, 3, 4. Rồi, mỗi một khác là có 1 gạch. Rồi như vậy chúng ta tiếp tục sang bài 3 nha. Ở đây là có 5 công thức. Thì nó hỏi là những công thức cấu tạo nào sau đây biểu diễn cùng một chất. Thì ở đây chúng ta sử dụng vào cái trật tự liên kết đó nha. Ở đây là công thức A nè. Và công thức B. Chúng ta sẽ được liên kết là đây là C, C, O, H. Đây cũng là C, C, O, H. Quy diễn cùng một chất. Rồi chúng ta xem có là giống nữa không. Đây là C, O, C, H. Rồi đây là C, C, O, H thằng em. Về quy diễn cùng một chất là C. Rồi chúng ta còn lại hai công thức này, V và E đây. Thì cái trật tự liên kết này là C, O, C, H. Ở đây là C, O, C, H.
Vậy thì hai cái chất này, hai cái cấu tạo này của chị có một chất nha. Rồi, như vậy thì nhà đó chúng ta xem làm cái bài tập còn lại sẽ qua ha, và chuẩn bị trước cái bài meta. Tiếp sau chúng ta sẽ tiếp.